Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món hành tây muối nhé. Ở đây hành tây mình sẽ chuẩn bị một bát nhỏ như thế này, khoảng 4 củ hành tây nhỏ. Các bạn chẻ luôn thành hình hạt cau như này mình nhé, các bạn không cần tẽ ra đâu, cứ để như thế. Và một cái bát không như này, các bạn cho mình khoảng 300 ml nước lọc vào. Rồi các bạn cho một thìa đường nhé, như này là một thìa đường. Một thìa muối tinh này. Một thìa giấm các bạn. Các bạn muốn nhanh chua thì các bạn có thể cho hai thìa giấm. Giấm gạo nhé. Bây giờ mình hòa tan cái hỗn hợp này. Rồi để lắng cái phần cạn ở dưới nhé. Rồi. Hòa tan hỗn hợp đường, muối và giấm với nước lọc. Muối tinh nhé, muối biển đấy. Muối hạt. Tiếp đấy các bạn bốc cái phần hành tây mình đã rửa sạch và thái thành hạt cau này vào cái nọ thủy tinh. Các bạn có thể nếm thử cái nước này nó có lợn lợn là được. Rồi, bây giờ mình đổ cái phần nước này, các bạn đổ từ từ nhé, để phần cặn của muối biển nó sẽ đọng ở dưới. Rồi, ngập này là được rồi. Bây giờ mình đậy nắp lại và các bạn để khoảng 3 ngày là mình có thể dùng được. Đây là muối rất là ít để ăn 1-2 bữa thôi, nhà mình có 2 vợ chồng thôi. Rất là tiện thôi các bạn. Rồi, bây giờ mình đậy nắp lại và mình cất chỗ thoáng mát khoảng 3 ngày là dùng được. Và khi ăn, nếu các bạn không ăn hết thì các bạn để tủ lạnh và mình ăn dần nhé. Đây, rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công với cách muối đơn giản này nhé. Các bạn đổi bữa sẽ có món hành tây muối thơm ngon.